Như chúng tôi đã chia sẻ phần đầu chương trình thì trong ngày hôm nay, miền Bắc và miền Trung dự báo sẽ đều là trạng thái nắng nhiều. Vậy thì chị Xuân Anh, mức nhiệt cụ thể trong hôm nay sẽ như thế nào và liệu là chúng ta đã cảm thấy nóng chưa ạ? Vâng, một số nơi sẽ cảm thấy cái nóng rõ khi mà nhiệt độ lên đến 35 độ chị Hoa ạ. Cục bộ có thể kể đến như là tại khu vực thành phố Phủ Lý của Hà Nam hay là thành phố Nam Định của Nam Định, mức nhiệt ở đây là 35 độ. Còn đối với thủ đô Hà Nội và các nơi khác thì mức nhiệt phổ biến là từ 32 cho tới khoảng là 34 độ. Tuy nhiên đáng chú ý đó là độ ẩm vào giữa trưa đầu giờ chiều khá cao, từ khoảng 65% trở lên. Bởi vậy mà cảm giác sẽ là oi nóng. Và trạng thái là nóng bức như vậy thì sẽ còn kéo dài gần như là cả tuần này. Như tại thủ đô Hà Nội thì mưa chủ yếu là chỉ xảy ra vào khoảng thời gian cuối tuần và cũng tập trung là về chiều tối và đêm. Còn ban ngày thì phần lớn các ngày vẫn sẽ đều có nắng cả. Nhiệt độ khá cao khoảng từ 33 đến 35 độ, chỉ có chủ nhật là hạ xuống một chút còn 32 độ. Ở Trung Bộ thì trời lại còn nóng hơn nữa. Khắp các thành phố từ Hà Tĩnh đến Tuy Hòa ngày hôm nay, mức nhiệt cao nhất trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Và đợt nóng này ở khu vực Trung Bộ sẽ còn kéo dài cho đến hết thứ năm. Lùi xuống phía Nam, mưa rông vẫn sẽ xuất hiện đều đặn về chiều trong hôm nay và cả vài ngày sắp tới nữa. Mưa rông xảy ra rải rác và một số nơi nằm trong vùng màu xanh đậm này, tức là sẽ có mưa lượng khá. Quý vị cần phải đề phòng với cả lốc, sét hay là gió giật mạnh trong cơn rông nữa. Chuyển sang thời tiết biển, cảnh báo vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 3 trong 24 giờ tới là ở phía bắc của vĩ tuyến 19,5 độ Bắc, ở kinh tuyến 110 đến kinh tuyến 114 độ Kinh Đông. Đối với vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau cũng như là ở giữa và Nam Biển Đông, trong đó có cả khu vực huyện đảo Trường Sa, thì cảnh báo là gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 7 đến cấp 9. Sóng ở khu vực này cao từ 2 cho tới 4 mét biển động. Tại huyện đảo Hoàng Sa thì ngày hôm nay dự báo là gió khoảng cấp 5, quý vị cũng cần phải đề phòng với đó là mưa dông đi kèm với lốc xoáy, gió giật mạnh. Vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý mà tôi cập nhật tới quý vị. Còn bây giờ xin mời trở lại với chị Quỳnh Hoa. Và cảm ơn chị Xuân Anh với những thông tin dự báo chi tiết vừa rồi. Như vậy là trong ngày hôm nay bão số 3 sẽ ảnh hưởng ở thời tiết biển. Bà con hoạt động trên biển cần chú ý đảm bảo các biện pháp an toàn. Còn sau đây sẽ là bảng nền nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Dự báo thời tiết ngày và đêm 20 tháng 7, Sapa có mưa vừa, mưa to và dông 18 đến 24 độ. Lạng Sơn ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc mưa dông 24 đến 34 độ. Hạ Long ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông 26 đến 33 độ. Hải Phòng ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa dông 25 đến 34 độ. Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông 28 đến 34 độ. Thanh Hóa ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, đêm không mưa 27 đến 32 độ. Vinh ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, đêm không mưa 29 đến 34 độ. Huế ngày nắng nóng, đêm không mưa 27 đến 37 độ. Đà Nẵng ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa 28 đến 37 độ. Quy Nhơn ngày nắng, đêm không mưa 28 đến 35 độ. Nha Trang ngày nắng, đêm không mưa 27 đến 34 độ. Đà Lạt ngày nắng, chiều tối có mưa dông, đêm không mưa 15 đến 23 độ. Thành phố Hồ Chí Minh trưa nắng, chiều tối có mưa dông 25 đến 33 độ. Vũng Tàu trưa nắng, chiều tối có mưa dông 26 đến 30 độ. Cần Thơ trời nắng, chiều tối có mưa dông 25 đến 32 độ.